bạn thân mến, ngày hôm nay thứ năm giữa tuần, một ngày thời tiết tại các tỉnh miền Nam đã hạ nhiệt hơn so với hôm qua, và chúng tôi là Lan Nhi và Mai Anh. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Nóng 24 giờ. Những tin nóng đầu tiên nào sẽ có trong chương trình ngày hôm nay? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Thưa quý vị, thị trường xuất khẩu gạo những tháng đầu năm 2019 ghi nhận những tín hiệu không mấy khả quan, thậm chí khá lao đao khi giảm mạnh về giá trị. Cụ thể, xuất khẩu gạo 3 tháng đầu năm ước đạt 1,43 triệu tấn và 593 triệu USD, giảm 3,5% về khối lượng và giảm 20,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2018. Thế nhưng theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, dự báo sang quý 2 sẽ có nhiều hợp đồng mới do giá gạo của Việt Nam đang ở mức giá cạnh tranh với các nước xuất khẩu khác. Hiện có một số doanh nghiệp đã tiếp cận được thị trường và tiến đến thỏa thuận ký hợp đồng. Đây là một thông tin đáng phấn khởi không chỉ cho các doanh nghiệp xuất khẩu gạo mà cho rất đông bà con miền Tây trồng lúa sau thời gian dài giá lúa gạo ảm đạm. Thưa quý vị, ngày hôm qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Tiền Giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Đăng Khoa, 32 tuổi, ngụ xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, về tội giết người. Đối tượng này vào tháng 8 năm ngoái đã gây ra một vụ án làm chấn động miền Tây, đó là sát hại cả mẹ vợ, vợ và con riêng của vợ. Đa số người dự phiên tòa xét xử đã không ngạc nhiên với bản án dành cho bị cáo này. Tuy nhiên, chuyện chưa hề có trước đây đã xảy ra tại phiên tòa, đó là bị cáo sau khi nghe tòa tuyên án xong thì xin được hát bài éo le cuộc tình. Ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với toàn bộ ghi nhận của chúng tôi về vụ án có 102 này. Theo cáo trạng, vào tháng 2 năm 2017, chị Đinh Thị Ngọc Ngân, 25 tuổi, ngụ xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đã kết hôn với bị cáo Nguyễn Đăng Khoa. Trước đó chị cũng đã có một đời chồng. Nhưng sau hơn một năm chung sống, nghi ngờ vợ có quan hệ bất chính với người khác, nên bị cáo đã nảy sinh ý định giết vợ rồi tự vẫn. Lật lại hồ sơ vụ án, ngày 12 tháng 8 năm 2018, bị cáo Khoa đã mua 11 mét dây dù tại cửa hàng tạp hóa để chờ thời điểm gây án. Đêm đó, chờ cả gia đình ngủ say, bị cáo khi uống rượu xong đã vào phòng bồng bé gái Đinh Thị Ngọc Ánh, 5 tuổi con riêng của vợ ra gốc dừa rồi siết cổ nạn nhân. Tiếp tục, bị cáo vào phòng ngủ siết cổ vợ cùng bà Lê Thị Thanh Hoa, 44 tuổi, mẹ vợ đến chết. Sau khi gây án, Khoa lấy xe máy rời khỏi nhà uống thuốc tự tử 2 lần nhưng không chết. Đến sáng ngày 14 tháng 8 năm 2018, Khoa chạy xe máy đến tiệm sửa xe ở xã Thạnh Lộc, dự tính bán bình ắc quy xe máy lấy tiền mua thuốc bảo vệ thực vật tự vẫn thì bị lực lượng công an bắt giữ. Thông qua các bằng chứng và quá trình tranh luận, hội đồng xét xử nhận thấy hành vi của Nguyễn Đăng Khoa là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo không còn khả năng để răn đe giáo dục nên đã tuyên án tử hình về tội giết người. Đồng thời, buộc bị cáo Khoa phải có trách nhiệm bồi thường tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại là 278 triệu đồng. Tại tòa, khi được nói lời cuối cùng, bị cáo đã xin được tuyên án tử hình sớm và xin được hát một bài hát cuối cùng, đó là bài Éo le cuộc tình trước khi chết. Lời đề nghị của kẻ giết người không được hội đồng xét xử chấp thuận. Như thông tin chúng tôi đã đưa cách đây 2 ngày về một vụ chết người gây xôn xao dư luận tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, khi một số người dân đi tập thể dục thì hốt hoảng phát hiện một cụ bà đã chết được cuốn trong một chiếc chiếu ngay bãi tập kết rác thải nằm ngay sát lề đường Nguyễn Huệ. Sau khi xác định danh tính nạn nhân và điều tra vụ án, công an địa phương đã tạm giữ một nghi can có quan hệ với nạn nhân. Người đó là ai? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Danh tính nạn nhân là bà Lê Thị Liên, 71 tuổi, ngụ phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài. Công an cũng đã tạm giữ Trần Thị Uyên, 28 tuổi, là con gái nuôi của nạn nhân, do xác định Uyên có liên quan đến vụ việc. Tại cơ quan công an, Trần Thị Uyên nói thời gian gần đây bà Liên bị bệnh nặng, sức khỏe yếu. Cách đây vài ngày, bà Liên bị trượt chân té, sau đó tử vong. Khi thấy bà Liên chết, Uyên không thông báo cho chính quyền địa phương mà tìm cách phi tang thi thể mẹ nuôi. Tối ngày 2 tháng 4, Uyên bọc thi thể bà Liên vào chiếc chiếu, sau đó chở ra bỏ ở bãi tập kết rác tạm cách nhà gần 2 km. Hiện vụ việc đang được công an thành phố Đồng Xoài tiếp tục điều tra làm rõ. Hẳn quý vị còn nhớ sự việc người dân đã tự che lều bạt canh đường, không cho xe vận chuyển phân và thức ăn vào trại gà của công ty trách nhiệm hữu hạn Thuần TTG tại Tiền Giang mà chúng tôi đã nhiều lần thông tin. Vâng, thưa quý vị, cụ thể sự việc mà Lan Nhi vừa nhắc là do trại gà Thuần TTG này chuyên chăn nuôi gà lấy trứng theo mô hình chăn nuôi công nghiệp nên tình trạng ô nhiễm rất nghiêm trọng cả không khí và nguồn nước. Cuộc sống người dân nơi đây bị đảo lộn hoàn toàn kể từ khi có trại gà này trên địa bàn. Người dân đã nhiều lần gửi đơn đến các cấp chính quyền và chính quyền cũng đã nhiều lần tiếp xúc, làm việc với người dân và doanh nghiệp, nhưng tình trạng ô nhiễm vẫn chưa được giải quyết một cách thấu đáo.
Trong diễn tiến mới nhất liên quan đến vấn đề này, vào hôm qua ngày 3 tháng 4, tại trụ sở ấp 7 xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, lại một lần nữa lãnh đạo địa phương, công ty trách nhiệm hữu hạn Thuần TTG và người dân đã họp để bàn về một số vấn đề tại trại gà. Phóng viên chương trình đã kịp thời ghi nhận sự việc gây ồn ào trong một thời gian dài tại một vùng quê vốn được xem là rất yên bình này. Đây không phải là lần đầu trại gà bị người dân địa phương phản ứng gay gắt, đòi phải di dời bởi gây ô nhiễm môi trường sống một cách nghiêm trọng. Doanh nghiệp hứa nhiều lần sẽ hoàn chỉnh đầu tư hệ thống xử lý môi trường, thậm chí di chuyển đàn gà đang nuôi ra ngoài, nhưng vẫn không nghiêm túc thực hiện. Và tại cuộc họp sáng ngày 3 tháng 4, nhân dân địa phương tiếp tục phản ánh những vi phạm mới của công ty liên quan đến việc ô nhiễm môi trường, ngang nhiên trồng trụ điện trên đất dân bất chấp dư luận. Ý lòng dân bây giờ là giải tán cái trại gà này ra khỏi khu dân cư này. Di dời nó đi luôn, dở nó đi luôn, hoặc là chuyển đổi mục đích ngành nghề khác. Hiện nay đúng ra cái trại gà còn mùi hôi thối mà mới nghỉ nay có mấy tháng mà xin tái đàn lại, tôi không chịu cho tái đàn. Thiết nghĩ các cấp các ngành chức năng tỉnh Tiền Giang cần có những giải pháp quyết liệt giải quyết dứt điểm vụ trại gà gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng của công ty trách nhiệm hữu hạn Thuần TTG, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người dân địa phương. Kính thưa quý vị, khi xảy ra cãi vã, hiểu lầm hay chướng tai gai mắt trước một sự việc gì đó, thay vì giữ bình tĩnh nhìn nhận lại vấn đề, thì hai thanh niên tại Đồng Tháp đã quyết định hơn thắng thua với nhau để rồi nhận một cái kết rất đắng. Kẻ thì bị thương, người thì trả giá sau những khung sắt cho những hành vi của mình. Chuyện cụ thể gì đã xảy ra? Mời quý vị theo dõi diễn biến của vụ việc ngay sau đây. Trước đó, anh Nguyễn Tuấn Cảnh, sinh năm 1993, trú tại huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, đang đi vệ sinh thì nghe tiếng kẹp bô lớn chạy ngang qua. Nổi máu công đồ, Cảnh cầm mũ bảo hiểm có sẵn trên tay, giơ ra đường. Thấy vậy, anh Trần Minh Phụng, sinh năm 1994, thường trú xã Phú Thuận A, huyện Hồng Ngự, dừng xe lại cầm khúc gỗ đánh vào đầu gây thương tích cho nạn nhân. Phụng đã bị bắt tạm giam về tội cố ý gây thương tích. Hiện công an huyện Hồng Ngự đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Rất nhiều bạn, đặc biệt là các bạn trẻ, vì lý do đang chơi dở một trận game hay muốn xem hết tập phim mà sẵn sàng dùng điện thoại khi đang sạc pin, và đã có rất nhiều sự việc đáng tiếc xảy ra chỉ vì thói quen vô cùng tai hại này. Đúng vậy thưa quý vị, và mới đây Bệnh viện tỉnh Tây Ninh vừa tiếp nhận một bệnh nhân nam bị dập bàn tay, tổn thương mặt khi điện thoại phát nổ do vừa sạc pin vừa chơi điện thoại. Nạn nhân sau khi được cứu chữa đã có đôi lời chia sẻ đến mọi người, mời quý vị cùng theo dõi. Bệnh nhân Nguyễn Trọng Thuyên, 29 tuổi, xã Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, nhập viện vào lúc 17 giờ ngày 2 tháng 4 trong tình trạng dập nát bàn tay phải, kẽ xương bàn tay 1 và 2, đứt rời đốt 3 ngón 2. Ngoài ra còn có nhiều vết thương ở mặt, cổ và trên ngực. Do tình trạng bệnh nhân bị mất máu quá nhiều, vết thương phức tạp ở bàn tay phải nên các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cắt bỏ một đốt tay ở ngón thứ 2, bàn tay phải. Sau khi phẫu thuật, tình trạng vết mổ tay phải bệnh nhân đã tạm ổn, hiện anh đang được tiếp tục theo dõi và điều trị. Mong các bạn trẻ nên sạc điện thoại xong rồi rút ra xài, chứ đừng có về sạc sẽ gây giống mình xin nổ điện thoại rồi. Thưa quý vị, cuộc sống của người dân miền Tây chúng ta đang ngày càng khốn khó vì nắng hạn và xâm nhập mặn. Không chỉ lúa, hoa màu, cây trái bị chết, mực nước tại các kênh rạch rất thấp nên nhiều loại thủy sản cũng trở nên khan hiếm. Hàng ngàn hecta nuôi tôm bị dịch bệnh, còn rừng và các khu bảo tồn luôn trong tình trạng báo động cháy lớn. Đúng như những gì mà Lan Nhi vừa mới phản ánh, và đáng lo ngại hơn là theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, mùa mưa ở Nam Bộ sẽ đến trễ hơn trung bình mọi năm, nguy cơ nắng nóng, khô hạn, xâm nhập mặn sẽ còn khốc liệt hơn. Sau đây là ghi nhận của phóng viên chương trình tại một số địa phương đang phải gánh chịu thảm họa hạn mặn nặng nề nhất ở miền Tây. Tại Đồng Tháp, từ lâu nay cua đồng đã mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân đầu nguồn huyện Hồng Ngự. Tuy nhiên, đang vào cao điểm mùa khô, khiến mực nước tại các kênh rạch rất thấp, nên nhiều loại thủy sản, trong đó có cua đồng cũng trở nên khan hiếm. Trong khi nhu cầu thị trường tăng cao, dẫn đến sốt giá khoảng 50.000 đồng 1kg cua thịt, nhưng cung không đủ cầu. Còn tại Cà Mau, mức nhiệt tăng không chỉ đe dọa đến hàng ngàn hecta rừng tràm, không những thế, nắng nóng gay gắt, mực nước trong ao xuống thấp, độ mặn tăng khiến nhiều diện tích nuôi tôm bị ảnh hưởng. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có hơn 1.300 hecta nuôi tôm quảng canh cải tiến bị dịch bệnh. Do một số kênh rạch cũng bắt đầu cạn nước, nên một số hộ dân đã nghĩ đến việc khoan lấy nước ngầm để lấy nước. Tuy nhiên, cách thức này không được ngành chuyên môn khuyến cáo. Cũng trong tình cảnh tương tự tại Bạc Liêu, người dân huyện Đông Hải như ngồi trên đống lửa vì độ mặn liên tục tăng cao.
dịch bệnh phát sinh lây lan hàng trăm hecta đất tôm nuôi quảng canh cải tiến. Tuy nhiên, trái ngược với tình hình trên, khu vực Hồng Dân lại còn hơn 13.000 hecta người dân đang chờ nước đủ mặn mới có thể thả tôm giống. Bất cập trong điều tiết nước giữa vùng mặn ngọt đang khiến bà con chịu nhiều rủi ro vì trễ vụ. Đúng là bây giờ là ở tại đây thì nó cỡ 1 phần ngàn hoặc là có con nước nó lớn nó gom đồ lại thì nó được 2 phần ngàn. Mà với điều kiện năm nay thì cái vùng này đó nó là cái nước nó sao nó kém hơn các năm hết. Bây giờ thì nó cũng trễ rồi, bà con cũng đang nôn nao lắm. Nhưng mà không có nước mặn thì nếu mà như tình hình này mà nếu bà con nào mà vội vã nôn nao thì nuôi sẽ có lẽ là nó không đạt. Không những thế, tại khu bảo tồn loài sinh cảnh vườn chim Bạc Liêu những ngày qua, nhiệt độ vào buổi trưa tại đây có lúc lên đến 34 độ C. Nắng nóng kéo dài khiến cho mực nước các kênh mương xuống thấp. Hơn một tháng qua, đội bảo vệ khu bảo tồn luân phiên túc trực 24/24 và tiến hành dọn thực bì các tuyến đường dễ gây cháy, lập tổ điều tiết nước để tiến hành lấy nước theo triều cường, dự trữ vào tuyến kênh. Theo dự báo, tình hình xâm nhập mặn trong thời gian tới sẽ diễn ra ngày càng phức tạp và nghiêm trọng. Trong điều kiện thời tiết như thế này, nông dân không nên nóng vội mà thả nuôi. Còn đối với ao nuôi công nghiệp nên thiết kế lưới che để giảm nhiệt độ và thường xuyên vệ sinh ao nuôi. Trường hợp thấy việc thả nuôi tôm không hiệu quả, có thể tạm thả nuôi những loại thủy sản khác có khả năng thích nghi với môi trường có độ mặn cao để giảm thiệt hại và nâng cao hiệu quả sản xuất. Thưa quý vị, đứng trước hạn mặn khốc liệt, giá các loại trái cây của đồng bằng sông Cửu Long luôn được giữ ở mức ổn định, một số loại còn tăng giá cao. Có không ít nông dân đã tự tìm hướng đi bằng cách chuyển đổi cơ cấu sản xuất sang các loại hoa màu khác. Và năm nay, nhờ trồng dưa hấu, nông dân ở xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng đã thu về được lợi nhuận cao, người dân đang rất phấn khởi. Những ruộng dưa ở xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng trong những ngày đầu tháng 4 đang rộn ràng vào mùa thu hoạch. Năm nay, ông Trịnh Dương ở ấp Đai Sô thu hoạch 4 công trồng dưa hấu, năng suất một công gần 5 tấn, thương lái đến tận ruộng thu mua, 1 ký 4.000 đồng. Sau khi trừ chi phí vụ này, ông lãi được hơn 40 triệu đồng. Thu hoạch xong vụ dưa, khoảng 1 tháng sau, ông sẽ cải tạo đất để xuống giống lúa hè thu chính vụ năm 2019. Năm nay sau khi thu hoạch lúa rồi, tôi sang trồng màu để thu nhập cho gia đình. Trồng dưa năm nay đỡ, có thu nhập chắc nhiều hơn lúa. Còn đây là 4 công dưa hấu của anh Thạch Lợi ở ấp Đai Sô cũng đang được thu hoạch. Thương lái từ Vĩnh Long đến tận ruộng của anh mua dưa. Thời tiết thuận lợi, được chăm sóc tốt nên năng suất vụ dưa này đạt cao. Nhiều năm nay trồng màu trên nền đất ruộng luân canh với lúa đã trở thành nguồn thu nhập chính của anh. Trồng lúa thì cái này trồng hay lại hơn mà nó cực hơn nhiều lắm. Lúa dặn bơm nước rồi về xịt thuốc rồi cái này săn sóc tới luôn. Hiệu quả thì cao hơn đó. Năm nay thì thấy dưa cũng đẹp đó mà giá thì cũng ổn định. Năm nay trúng luôn á, năm nay là tấn nhiều lắm, một công 4 tấn, 4 tấn mấy rồi. Nhờ làm tốt công tác thủy lợi nội đồng nên nguồn nước trên các tuyến kênh đảm bảo nguồn nước phục vụ cho dưa hấu phát triển tốt. Đưa rau màu xuống chân ruộng trong mùa khô là một trong những nội dung quan trọng của chương trình tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp của huyện. Thì bình quân lợi nhuận của bà con đã thu hoạch đó là từ 70 triệu đến 80 triệu là 1 hectare trên một vụ. Năm nay thì màu cũng có giá, đặc biệt là dưa hấu thì cái năng suất là năm nay khá là đạt hiệu quả rất là cao và cái đầu ra thì cũng ổn định, do đó thì cái lợi nhuận của bà con cũng khá tốt. Mùa khô năm nay, huyện Mỹ Xuyên gieo trồng được hơn 700 hecta rau màu trên nền đất ruộng. Diện tích này tập trung ở xã Thạnh Quế, thành phố Đại Tâm, Tham Đôn. Các loại rau màu chủ yếu là dưa hấu, bắp, bí đao, đậu bắp, rau ăn lá. Hiện nay giá rau màu ổn định, nông dân có lãi cao hơn từ 3 đến 5 lần so với trồng lúa trong mùa nắng hạn. Cũng liên quan đến tình trạng gây ô nhiễm môi trường, mới đây nhiều hộ dân sống bên lưu vực sông Krông Năng đoạn qua huyện EK của tỉnh Đắk Lắk đã vô cùng bức xúc bởi sự ô nhiễm nghiêm trọng của nhà máy chế biến tinh bột mì EK thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông nghiệp IA Hợt Rai đóng tại xã IA Tơi, huyện Hợt Rai, tỉnh Kon Tum. Vào hôm qua ngày 3 tháng 4, đoàn kiểm tra Ủy ban Nhân dân huyện IA Hợt Rai, tỉnh Gia Lai đã tiến hành lấy mẫu nguồn nước tại sông Sê San, khu vực giáp ranh giữa hai huyện IA Hợt Rai, tỉnh Gia Lai và Sa Thầy, tỉnh Kon Tum, theo như đơn phản ánh, kiến nghị của người dân để kiểm tra xác minh thông tin.
Địa điểm đoàn kiểm tra lấy mẫu nước thuộc địa phận tỉnh Gia Lai, cách nhà máy chế biến tinh bột mì khoảng chừng 3 đến 4 km. Ngay tại thời điểm đoàn kiểm tra thực tế tại khu vực sông Sê San vào trưa ngày 3 tháng 4 cho thấy, nguồn nước vẫn hôi tanh, có màu đục. Theo phản ánh của người dân sinh sống quanh khu vực này, thời điểm sau Tết, cá chết nổi lềnh bềnh trên dòng sông, nước sông sủi bọt, bốc mùi hôi thối. Kết quả kiểm tra xác minh sẽ có trước ngày 15 tháng 4 năm 2019. Được biết, nhà máy chế biến tinh bột mì thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông nghiệp Ia Hrai mới đi vào hoạt động từ sau Tết Nguyên đán năm 2019, khi bắt đầu vào mùa vụ mì trên địa bàn và khu vực các tỉnh lân cận. Tai nạn lao động vẫn luôn là một trong những vấn đề nóng tại hầu hết các địa phương. Đáng chú ý là ở các lĩnh vực về công nghiệp xây dựng luôn tiềm ẩn nhiều hiểm họa khó lường. Đã có rất nhiều vụ việc đau lòng xảy ra, cơ quan chức năng cũng như các phương tiện truyền thông liên tục đưa tin cảnh báo. Thế nhưng vấn nạn này vẫn cứ tiếp diễn. Hình ảnh mà camera nóng vừa ghi nhận được ngay sau đây sẽ khiến quý vị phát hoảng trước sự bất cẩn của tài xế xe nâng này. Đoạn camera này đã ghi lại toàn bộ sự việc xảy ra tại Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Chiếc xe tải dừng tại đây để chuẩn bị chở kiện hàng đi. Xe vừa dừng lại thì một người trên xe đã leo xuống thực hiện các thao tác để chuẩn bị để hàng lên. Lúc này tài xế xe nâng hàng điều khiển xe nâng chạy từ trong ra. Do hàng chất quá cao, tài xế thiếu quan sát, không thấy người phía trước. Hàng đưa lên xe bị trượt xuống đè lên người đàn ông đứng trước. Rất nhiều người và cả tài xế xe nâng lúc này mới tá hỏa tìm cách cứu người gặp nạn. Nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu và hiện đang trong tình trạng chấn thương rất nặng. Camera nóng đã nhiều lần đưa tin cảnh báo đến quý bà con, đặc biệt là tại các cửa hàng quần áo. Thời gian qua liên tục lọt vào tầm ngắm của các đối tượng trộm cắp tài sản. Sau nhiều chiêu lựa đồ, thử đồ, rồi rinh luôn điện thoại, tiền, thì nay các đối tượng lại dở thủ đoạn mới. Đóng vai là những vị khách cầm tiền sang chảnh đi mua đồ, nhưng rồi tài sản của bạn tiếp tục không cánh mà bay. Chuyện gì đã xảy ra? Mời quý vị cùng theo dõi đoạn camera sau đây. Vụ việc xảy ra vào lúc 16 giờ ngày 2 tháng 4 năm 2019 ở phường An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Cặp nam nữ đi xe Mio Ultimo ghé shop quần áo. Người nữ ở ngoài cảnh giới, cả thanh niên vào trong hỏi mua đôi vớ. Sau đó hắn đưa cho nhân viên bán hàng 500.000 đồng để thối lại. Hay dạ, chọn cái món rẻ nhất để mà kiếm chuyện cho nhân viên đi đổi tiền. Trong lúc nhân viên mất cảnh giác, hắn đã tiến vào trong quầy lấy chiếc điện thoại hiệu Samsung A6. Rồi bình thản đi ra ngoài lấy tiền thối của nhân viên, nhẹ nhàng tẩu thoát như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Được biết ý định của hắn là muốn làm nhân viên rối để mà tráo tiền, nhưng phát hiện điện thoại ngon hơn nên đã dở chiêu này. Qua sự việc trên, mọi người nên cảnh giác với thủ đoạn đổi tiền lẻ, giữ gìn tài sản, nhất là điện thoại và ví tiền. Các khu trọ thường có đông kẻ đến người đi, hiếm ai có thể nhớ mặt hết những người sống xung quanh mình. Mặc dù vậy nhưng người dân vẫn rất chủ quan để tài sản, đặc biệt là xe máy, thản nhiên dựng trước cửa phòng mời gọi kẻ trộm. Minh chứng là mới đây tại một khu trọ trên đường TX21, khu phố 6, phường Thành Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra một vụ trộm xe máy hết sức táo tợn. Rất đông người dân có mặt xung quanh nhưng tên trộm vẫn có thể ra tay tỉnh bơ. Hai đối tượng đi xe máy tới khu trọ này, một tên cảnh giới, tên còn lại tiến vào trong quan sát xung quanh, rồi đi lên cầu thang cứ như là mình sống trong cái khu này vậy. Rồi tiếp tục quay trở xuống, vừa đi vừa bấm điện thoại tỏ vẻ bận rộn. Rồi tựa vô chiếc xe này, chiếc xe kia, nhưng có nhiều người xung quanh quá, hắn đã đổi hướng sang chiếc xe khác. Và đây, ngồi trên chiếc xe Future FE biển kiểm soát 86B7-32443, ngó vào trong phòng gia chủ quan sát, thấy không ai để ý. Hắn đã dùng thủ thuật bẻ khóa rồi nhanh chóng quay đầu xe, ngồi lên xe đẩy ra ngoài để không tạo tiếng động. Tiếp tục chương trình cũng là một tình huống trộm xe ngay giữa ban ngày. Nguyên nhân là do chủ quán cà phê này quá chủ quan. Xe máy để nhiều như thế này, nhưng chẳng có ai trông giữ, thế nên lọt vào tai mắt của kẻ xấu là chuyện tất nhiên. Vụ việc xảy ra tại quán cà phê Chelsea, địa chỉ số 65 Trần Văn Dự, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Như quý vị thấy, phía trước đang có rất nhiều xe máy, thế nhưng mà bảo vệ thì không thấy đâu cả. Thế là đối tượng này đã thập thò ở đây từ rất lâu, chờ cơ hội để mà ra tay. Hắn đã tiếp cận chiếc xe Airblade màu trắng đen, biển kiểm soát 47B1-87213, loay hoay một hồi rồi bẻ khóa xe thành công, tẩu thoát thôi.
Kính thưa quý vị, dư luận trên các trang mạng xã hội đang trở nên xôn xao, bày tỏ sự phẫn nộ trước vụ việc một đoạn clip ghi lại cảnh tượng nam thanh niên hành hung hai cô gái chỉ vì một nguyên nhân rất bất ngờ, đó là do hắn đổi tiền nhưng mà nhân viên lại không có tiền để đổi. Nguyên nhân của hành động này nghe có vẻ khó tin nhưng xảy ra là hoàn toàn có thật. Mời quý vị theo dõi đoạn clip ngay sau đây. Sự việc xảy ra tại một quán trà sữa ở Hà Nội. Thanh niên chạy xe quay che biển số đã đến đây để đổi tiền lẻ. Tuy nhiên, khi nhân viên không có tiền để đổi thì ngay lập tức hắn đã lấy đá ném thẳng vào nữ nhân viên này. Nữ nhân viên bên cạnh cũng hoảng hồn dùng hung khí chống trả. Và rồi hắn cũng lấy đá ném vào nhân viên này, sau đó bỏ đi. Hành động của hắn quá côn đồ, đáng bị lên án. Mỗi lần thể hiện những vai diễn giả gái thì y như rằng danh hài Hoài Linh của chúng ta sẽ mang đến cho khán giả những tràng cười rất sảng khoái. Nào là tạo hình nữ duyên dáng trong áo bà ba nè, thước tha với áo dài nè, hay là quyến rũ với những bộ váy đầm sặc sỡ, thì mới đây anh còn xuất hiện với một tạo hình vô cùng đặc biệt. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Hoàng Thùy Linh vừa đăng tải loạt ảnh chụp cùng danh hài Hoài Linh, nữ diễn viên Diệu Nhi và Puka. Đặc biệt, danh hài Hoài Linh xuất hiện với ngoại hình giả gái theo phong cách phụ nữ 34, rất xinh đẹp bên quả cầu tiên tri khiến ai nấy đều thích thú. Nhiều khán giả suy đoán, Hoàng Thùy Linh cùng danh hài Hoài Linh đang có chung một dự án có thể là âm nhạc hay quảng cáo nào đó. Tuy nhiên, dù là gì thì sự kết hợp này cũng thật sự thú vị, phải không nào? Xuất hiện trong một sự kiện mới đây, Tô Hữu Bằng đã khiến không ít khán giả phải lụi tim về những hình ảnh nam thần, mặc dù thực sự anh đã bước vào tuổi 45. Khi được xem lại những hình ảnh thời vàng son của mình, Tô Hữu Bằng đã không kìm được xúc động. Quý vị thân mến, thời gian qua ngoài những thông tin vui của giới showbiz thì cũng có không ít nỗi buồn đến với nghệ sĩ của chúng ta. Sự ra đi bất ngờ của danh hài Anh Vũ đã để lại sự tiếc thương vô hạn cho đồng nghiệp cùng với khán giả. Và những hình ảnh mới nhất từ diễn viên gạo cội Lê Bình đang chống chọi với căn bệnh ung thư phổi cũng làm người hâm mộ nhói lòng. Nghệ sĩ Lê Bình chia sẻ, khoảng 2 tuần nay ông nhập viện trở lại để điều trị căn bệnh ung thư phổi. Bác sĩ chẩn đoán tủy của nam nghệ sĩ bị phá hỏng hoàn toàn, khiến nửa thân dưới bị tê liệt. Hiện Lê Bình phải ngồi xe lăn, hai chân sưng to, vệ sinh tại chỗ cũng khó khăn. Mọi sinh hoạt hàng ngày của ông đều cần có người thân chăm sóc. Dù tình trạng sức khỏe có thể nguy hiểm đến tính mạng, nghệ sĩ Lê Bình vẫn giữ sự lạc quan và chấp nhận quy luật sinh tử. Chào các bạn yêu quý của mình, thân thương của mình. Nói chung là mình có chấp nhận theo quy luật vậy thôi. Hiện tại theo là bác sĩ nói là nó đã xâm nhập vào cái tận tủy, và tủy thì nó đẻ ra mấy cái trường hợp như là nó đang làm cho Lê Bình hiện tại đang nằm trong cái tình trạng là tắm sơn bất tội, tức là mình không còn đi đứng được nữa. Có quay cái phim Đam Mê Gì Cả của bên hãng BFD, đạo diễn Nguyễn Minh Trung đóng vai ông Tính ngồi xà lăn, tự nhiên vu vơ nghĩ hồi đó ngồi xem giả, giờ ngồi xem đóng kịch, nó cũng có cái vui vơ gì đó, nó vui một buồn, mà mong là mọi việc nó sẽ tốt đẹp hơn. Cố gắng vượt qua, nếu không vượt qua được thì mình cũng phải chấp nhận cái số phận vậy thôi. Hiện người thân, đồng nghiệp thân thiết tích cực theo sát chăm sóc sức khỏe cho Lê Bình, chứ không như tin đồn ông sống neo đơn. Chị Hân, con gái nghệ sĩ, cho biết gia đình chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất, nhưng vẫn mong Lê Bình lạc quan chống chọi với căn bệnh. Ở miền Tây mình có lẽ mọi người đã quá quen thuộc với cây rau má rồi đúng không ạ? À? Đây là một loại rau mọc dại quanh vườn. Thế nhưng nhờ vào loại rau dại này mà một chàng trai 8X ở Vĩnh Long đã thu về chục triệu mỗi tháng đấy quý vị. Vô có một công việc ổn định tại thành phố Hồ Chí Minh sau khi tốt nghiệp đại học với mức lương khá cao. Nhưng chàng trai này đã quyết định bỏ việc để về nhà trồng rau sạch. Quyết định táo bạo của anh đã không ít lần bị gia đình phản đối. Và anh đã đi đến thành công như thế nào? Lan Nhi cùng với Mai Anh xin được mời quý vị đến với phóng sự ngay sau đây.
Vườn rau má bạc ngàn này là của anh Phan Dũng Em, 30 tuổi, ngụ huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Sinh ra trong một gia đình làm nông, từ bé anh Dũng luôn mong muốn phát triển nền nông nghiệp quê nhà. Nên sau khi tốt nghiệp đại học sư phạm tại trường Đại học Hồng Bàng, thành phố Hồ Chí Minh, chàng trai trẻ này đã chọn cho mình ngã rẽ riêng. Cách đây 3 năm, nhận thấy cây rau má mọc dại quanh vườn nhà này dễ trồng và ổn định đầu ra, nên Dũng đã tận dụng phần đất ruộng lọt thỏm giữa những ruộng khoai bạc ngàn để canh tác rau má. Rau má này thì mình chọn lọc từ cái loại rau má vườn của mình á, thì bản năng của nó là nó phát triển cũng rất là dễ, nó cũng phát triển mạnh lắm, mà nó dễ trồng, chỉ cần trồng một lần mà mình thu hoạch được rất là lâu. Thì ở đây thì trồng đây là 2.000 mét, thì chủ yếu là mình đầu ra để mình tiêu thụ thì vòng vòng khu vực này thôi, nên là mình chưa phát quy có một rộng cái diện tích ra. Nếu mà mình tìm được cái đầu ra ổn định á, hoặc là cái hợp đồng rau sạch hay gì đó, thì mình sẽ phát huy rộng hơn nữa. Lúc đầu anh tìm mua 1 ký rau má từ Đồng Tháp về trồng thử nghiệm, nhưng do chưa nắm được kỹ thuật trồng nên rau phát triển chậm, năng suất rất thấp, lá kém xanh và cứng nên người dùng không ưa chuộng. Không nản lòng, anh quyết định vừa trồng vừa học hỏi kinh nghiệm từ sách báo và internet. Chỉ sau một thời gian ngắn, rau má dần phát triển ổn định và thu được những thành quả ban đầu. Sau đó, anh tiếp tục nhân giống và trồng trên tổng diện tích 2.000 m² đất ruộng của gia đình. Anh Dũng cho biết, rau má vốn loài mọc dại nên ít sử dụng phân thuốc so với các loại nông sản khác. Từ khi gieo giống đến khi thu hoạch chỉ khoảng 2 tháng. Sau khi thu hoạch tiếp tục tưới nước, bón phân, khoảng từ 23 đến 35 ngày sau sẽ cho lứa thu hoạch tiếp theo và có thể khai thác quanh năm. Quan trọng thì em thấy đối với rau má ta của mình, rau má vườn đó, thì cái công nó thì nó hơi cao hơn cái rau má Đà Lạt hay cái rau má Đài Loan gì đó, nhưng mà nó đổi lại thì được cái độ ổn định và cái thị trường tiêu thụ, thấy người ta tiêu dùng, người ta chuộng hơn rất nhiều. Cái công lớn nhất của mình là công bằng cỏ với lửa, thì cái do mình không có xịt thuốc cỏ, mình hạn chế dùng thuốc mà, nên là mật độ cỏ nó lên cũng hơi nhiều hơn là những cái ruộng rau khác đó, thì tốn công bằng cỏ. Thứ hai là nếu mà mình ít sử dụng chất kích thích thì rau cái lá nó sẽ không có đẹp, nhưng mà đảm bảo được cái độ an toàn thì mình phải chấp nhận cái công lửa nó hơi lớn. Canh tác rau má chủ yếu tốn công chăm sóc là chính và tuyệt đối nói không với thuốc diệt cỏ mà đều nhỏ thủ công. Tuy nhiên, vào mùa mưa rau má dễ bị ngập úng và chết. Vì thế, trước khi gieo xạ, anh Dũng thường thuê máy cuốc đắp bờ bao để trồng rau má, tận dụng nguồn nước sạch để tưới rau, trồng bông súng, nuôi cá và trồng thêm rau diếp cá để tăng thêm thu nhập. Thu hoạch với trồng rau má đó, chăm sóc đó, thì em có làm thêm một ít rau gọi là nó dễ sinh tồn và thu hoạch được lâu dài là diếp cá. Thì giáp cá đây em trồng có 500 thước vuông thôi, mà mỗi một ngày em cắt bình quân từ 12 cho tới 15 ký. Thì giá trị tiền thì nó không cao, nhưng mà nó đủ để mình xăng cộ hay là cơm nước gì đó. Thì mỗi ngày bình quân có từ 6.000 cho tới 12.000 một ký. Thì nó cũng đem về thu nhập mỗi ngày từ 70 tới 100.000. Trong thời gian nhàn rỗi thì mình thu hoạch nó thì ăn hoài, không có phải dòng lại. Hiện mỗi ngày trung bình chàng trai 8X này cung cấp cho thị trường khoảng 40 kg rau má. Nhà thu hoạch theo kiểu cuốn chiếu nên ngày nào cũng đều có thu hoạch. Giá bán hiện từ 20 đến 25 ngàn đồng một ký, mỗi ngày thu nhập hơn 800 ngàn đồng. Ngoài ra còn có thêm thu nhập từ bông súng và rau diếp cá. Với phương châm làm nông nghiệp sạch gắn liền với sức khỏe của người tiêu dùng, hiện thương hiệu rau má của anh đã và đang chiếm được sự tin dùng của khách hàng. Bên cạnh đó, anh còn nhiệt tình hướng dẫn kỹ thuật và giúp đỡ tận tình cho bà con có nhu cầu phát triển nghề trồng rau má ở địa phương. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Nóng 24 giờ đã hết. Còn bây giờ xin hẹn gặp lại quý vị vào lúc 18 giờ hàng ngày trên đài phát thanh truyền hình Long An để có được những thông tin nóng nhất, mới nhất. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.